Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Bánh này đơn giản dễ làm. Mình khuyên gọi nó là bánh ba cái trứng, không cần lò nướng. Và đây là nguyên liệu để làm nhân. Tách đồng 2 trứng, lấy 2 lòng đỏ, 25 gram đường. Sau đó mình sẽ đánh bằng cái cây này cho trắng ra. Đánh cho đến khi trắng và tan đường. Thật ra không cần đánh cũng được, nhưng mà khi mình đánh như vậy thì nó sẽ không có tan. Một muỗng cà phê vani. Hai trăm năm mươi ml sữa hay là 250 g sữa tươi không đường, một chút xíu xíu muối, 15 g tinh bột bắp. Sau đó rây vô, quậy lại và đi nấu. Ban đầu để lửa lớn, sau đó thì lửa nhỏ, sôi rồi đặt. Nếu như mình thích nó đặc nhiều thì nấu lâu. Là mình đã có nhân này, gọi là nhân cốt hạt hay là nhân trứng sữa, nhanh gọn lẹ. Để tránh khô mặt nhân, mình sẽ đậy lại. Mình đậy sát xuống bằng cái cling film hay là folie ni lông chịu được nhiệt. Bánh này sẽ được làm từ 50 ml sữa tươi không đường, hoặc là cũng có thể không có sữa thì mình cho toàn bộ là nước. Nước lạnh để sao cho lượng chất lỏng là 200 ml. Nếu mình cho nhiều sữa là bánh sẽ bị mềm, do vậy muốn bánh giòn cũng có thể cho 100% là nước luôn. Dầu ăn hoặc là bơ 100 ml. Mình cho dầu hướng dương. Muối 1 muỗng cà phê. Đường 1 muỗng canh, khoảng 20 g. Bột mì đa dụng All Purpose Flour, ở Úc là Plain Flour, ở Pháp là số 45, ở Đức là 405, và ở Việt Nam là bột mì số 11. 240 g trứng gà xay lớn. Hôm trước các chị nghĩ là trứng vịt, thật ra là trứng gà đó. Mình sẽ nấu ban đầu lửa lớn cho sôi, nhớ quậy liên tục cho tan đường. Sau khi sôi, mình sẽ hạ lửa xuống bếp chính số để số 3 hoặc là số 2 cho sôi nhẹ, và cho bột vô. Vẫn để lửa. Đánh xong rồi, bây giờ tắt lửa nha. Sau đó nhấc nồi ra khỏi bếp. Lưu ý là mình sẽ bắt bột vô trong dầu luôn. Lúc này cái bột nó ấm ấm, nóng nóng á, thì nó không bị cứng. Còn nếu như mình để lâu quá nó nguội rồi là nó cứng. Do vậy là khi mà chuẩn bị đi trộn bột là dầu mình cũng nấu luôn. Mình đánh bằng cái này nè. Bây giờ lấy cái máy đánh trứng, đánh cho nhẹ. Và cho từng trứng vô. Lưu ý là cho từng trứng nha. Rồi mới cho tiếp. Lưu ý là bột nó phải kết dính lại rồi với trứng thì mình mới cho tiếp cái trứng. Giống như là cái bánh su hôm trước. Chị em và các bạn lưu ý, mình sẽ đánh cho nó đều như vậy đó, dẻo đều luôn. Không có máy đánh trứng cầm tay thì đánh bằng máy bàn cũng được. Như vậy là mình đã có bột rồi. Mình sẽ lấy lên cho anh chị em và các bạn nhìn thấy. Cái bột nó phải dẻo, dẻo mềm.
Như vậy nè. Đó. Để gần cho anh chị em và các bạn thấy bột sau khi mình trộn xong là nó phải như vậy. Nó mịn á. À, nó chảy chảy vậy. Đặt như vậy nè. Mình cần có một cái kéo nữa để cắt bột rây để chút xíu nó vớt ra. Mình cần có một cái dürer, tức là cái để mà bắt bông kem á, mà cái này là cái loại lớn hay là cái số B. Mình cần hai cái bao này. Trước khi chiên, quậy dầu cho đều nhiệt và thấy nó nổi bong bóng như vậy là được nè. Bếp chính số mình sẽ hạ xuống số 7. Tay trái cầm bột, tay phải cầm kéo. Và nó cũng không nặng lắm, bởi vì cái này là cái này nó lớn nè, mình thử ra không có nặng. Tùy theo anh chị em và các bạn thích làm cái bánh bao nhiêu thì mình làm nha. Khoảng 3-4 cm gì đó. Đó, khi mà mình khuyên bóp mà vẫn nói chuyện được, tức là nhẹ. Nếu mình thích cái bánh nhỏ thì đưa cao lên. Còn mình thích cái bánh lớn thì để sát xuống. Nhúng kéo trong dầu để cho kéo không có bị dính. Bây giờ cứ chờ cho nó nổi lên và nâu vàng thì vớt ra. Đợt sau mình sẽ chiên cho dài ra nha. Khi mình để cái này xuống, ấn xoay tròn, thấy cái bọt nó nổi ít á, tức là bánh này nó đã được rồi. Bây giờ mình sẽ chiên dài hơn nha. Dễ thương chưa? Cho ra rây nè. Cái bánh lúc này mình thấy nó sôi ít như vậy nè, thì cái bánh sẽ giòn. Cho dài ra ha. Nhúng vô dầu. Bây giờ bếp mình sẽ để xuống 6 thôi. Bắt cho nó nhẹ lắm, không có nặng. Dài khoảng 5-6 cm. Khi mình chiên sẽ thấy bọt, bởi vì bánh này có trứng. Chờ cho nó nổi lên, cái mình đảo vị trí. Xoay như vậy cho đều nha. Hoặc là trở. Anh chị em và các bạn sẽ thấy cái bánh từ từ nó sôi mà không còn bọt giống như là lúc đầu nữa. Càng về sau mình sẽ để lửa trung bình thôi. Bếp mình để xuống 5. Và càng về sau sẽ thấy bọt lên nhiều, bởi vì dầu càng chiên nó càng dơ đó. Bánh có trứng thì khi chiên sẽ bị lên bọt, nhất là cái bánh này. Với lại cái bánh đậu tiên heo cũng vậy nữa. Rồi mình sẽ chiên cho đến khi nâu vàng. Càng về sau thì nó lại càng có bọt nhiều, bởi vì cái bánh mà có trứng nó là như vậy đó. Giống như hôm trước mình viên chia sẻ cái bánh tay heo, các bạn hỏi tại sao chiên lúc đầu không sao mà lúc sau thì bọt đó. Mình chiên chậm chậm, bánh nó sẽ giòn nhiều. Rồi bây giờ như vậy là được nè. Mình vớt ra chút xíu là cái bọt này nó hết à. Và sau cùng thì bọt quá chừng luôn. Thậm chí là mình mới bỏ vô có 5 cái là bọt nó trào lên luôn đó. Thì mình lấy cái vá mình đẩy vậy nha. Rồi chiên cho đến khi vàng nha.
Và chỉ cần một chút xíu thời gian thôi, mình đã có được một dĩa bánh và một rổ bánh ở đây luôn. Đó, quá chừng luôn, mình được một dĩa đầy luôn. Và nếu như thích rắc đường, quế hoặc là cho sô-cô-la lên thì sẽ cho lên nha. Bên ngoài giòn nè, bên trong mềm, và nó có hơi rỗng vậy nè. Bên trong nó hơi rỗng rỗng vậy nè. Mình bơm cái nhân trứng sữa vô, nó giống như bánh su kem. Khi mình ăn nóng thì cái vỏ nó sẽ tròn hơn, và lúc ăn lạnh thì cái vỏ này nó bớt giòn đi một chút. Đó, ngon chưa? Dễ làm, không cần lò nướng, nhanh gọn lẹ, mình được một dĩa đầy. Anh Quyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn thêm một loại bánh ngon nữa, và chúc nhà nhà ai cũng có nhiều loại bánh cho gia đình, cho con nít, cho người lớn để đãi khách. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.